Vâng, xin chào các bác ở bên kênh Kim Chuyên Lạc. Và hôm nay giới thiệu bác tiếp tục giới thiệu bác một mẫu dòng Touring có ẩm sóc, model xe UCC ăn đít. Và lần này em bé một chiếc màu lâu cà phê rất là đẹp đó nhé. Và nhóm bác ưa thích cái dòng xe Touring đằng trước có ẩm sóc, màu lâu cà phê, sử dụng với cụm thanh V. Và giá thành rất tốt cho các bác. Và bây giờ xin mời anh đã tổng thể giới thiệu chiếc xe. Vâng, xin mời bác, đây là cái mẫu dòng Touring tay ngang, đằng trước sử dụng giảm sóc dầu, giảm sóc dầu UCC, model ăn đít, sử dụng với bộ khung là khung nhôm aluminum 6061. Thì như các bác biết thì những video trước đây em giới thiệu bác một trong những cái dòng nhôm siêu nhẹ sản xuất cho dòng xe thể thao cao cấp, sử dụng trên bộ khung dòng xe UCC ăn đít khung nhôm với cái tông màu lô cà phê rất là đẹp đó nhá, rất là lạ mắt. Đây là cái màu đầu tiên được ở bên em, màu lô cà phê khung nhôm. Xe có độ mới rất là cao, nước sơn zin như bản tháo xe cũng nhé. Dành cho bác ưa thích những cái dòng xe Touring có ẩm sóc, giúp cho các bác sử dụng nó rất là dễ dàng, đi trên mọi cung đường rất là êm. Thế là các bác lứa tuổi tầm trung, phổ phốt ghi đông nhôm với bản theo xe với tông màu lô cà phê rất đẹp, độ mới còn cao, phù hợp với mọi lứa tuổi đều đi được. Xe sử dụng với tay bấm xả của Shimano 8 tầng lip chính hãng với bản theo xe. Bên phải em được sử dụng với tay bấm xả chính hãng của Shimano 3 tầng đĩa. Đằng trước sử dụng với cụm phanh B, dòng Touring với ẩm sóc, sử dụng ẩm sóc dầu chính hãng của UCC luôn bản theo xe. Vành luôn bản theo xe, sử dụng với vành nhôm hai lớp. Lốp Canda. Kích thước lốp 700x32C. Còn rất là mới. Xe rất là ít sử dụng nhá. Mà người chủ cũ rất là giữ gìn xe. Tông màu rất là lạ và đẹp mắt, tông màu lô cà phê. Cọc yên nhôm chính hãng nguyên bản theo xe. Yên cũng sử dụng yên nguyên bản theo xe, yên zin. Cũng là tông màu lâu. Đùi đĩa Shimano 3 tầng, gạt đĩa Shimano Tule, củ đời sau là củ Shimano Antut. Đằng sau trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano, Meyer Shimano. Vành nhôm hai lớp luôn bản theo xe. Lốp sau sử dụng lốp Canda 700x32C. Lốp còn cũng rất là mới. Cọc yên UCC không nhá, yên UCC luôn bản theo xe. Và bây giờ xin cho chiều cao đứng của khung xe. Và chiều cao đứng của khung xe là sang 45. Chiều ngang khung là 52. Nhưng mà các bác cần từ 1m6 đến tầm 1m7 đi vừa. Và bây giờ xin mời anh chị tiếp hoạt động của xe. Xe trang bị với 8 tầng lip Shimano. Lên lip này. Tay ấm xả Shimano thú lip. Rất là dễ dàng sử dụng cho các bác nhé. Bên phải em mà sử dụng với 3 tầng đĩa của Shimano, đúng đĩa, lên đĩa. Vâng, rất trơn tru mượt mà, với cái tông màu lô cà phê. Xe độ mới rất là cao, sử dụng với dòng trước sử dụng với giảm sóc dầu chính hãng của UCC. Vành lốp 700. Và các người đánh giá tổng thể xong chiếc Touring UCC model ăn đít. Và xe có sử dụng với giảm sóc đằng trước, giảm sóc dầu, vành lốp 700, sử dụng group full Shimano 8 tầng lip, 3 tầng đĩa. Và xe có tốt bên em là 6 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm.
Phát là phòng tên vệ qua Zalo 0975 709943. Phòng tên YouTube tìm kiếm xe đạp. Nhấn đăng ký vào các kênh. Để theo dõi chương trình ngày mai.